Canh Thân 1980 năm 2024, tam hợp và tam tài, tốt thì có tốt nhưng thời gian xấu và không đẹp cũng không ít. Tuổi này có ngũ hành kim vượng, khi thiên can và địa chi hàm chứa ngũ hành kim, trong khi mệnh lại mộc nên đời, nhất là phận phụ nữ, lắm chông gai, nhiều sóng gió, cuộc sống khó yên ổn và an bình. Năm 2024, khi ngũ hành bản mệnh mộc gặp ngũ hành năm là hỏa, mộc sinh hỏa, đó là sinh xuất, tức là các việc và tiền bạc trong năm có sự hao tốn, có thể sẽ là tốt xấu đan xen, lúc thăng lúc trầm. Các công việc dễ gặp phải trở ngại và không có lợi, trong khi đó canh thì hành kim, gặp giáp thì hành mộc, mối quan hệ tương phá, rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến chi tiêu, thu nhập về tiền bạc trong năm 2024. Không chỉ thế, khi xét cả thiên can và địa chi cũng như ngũ hành của cả thiên can và địa chi đều cho thấy ngoài công việc tiền bạc thì sức khỏe của anh chị cũng là cái điều đáng quan tâm và lưu ý. Dù là tam hợp thân tí thìn và cho dù là ngũ hành địa chi tương sinh thổ của thìn sinh kim của thân thì trong may mắn hanh thông cũng sẽ có những cái khó khăn ảnh hưởng nhất định của tam tai. Thiên mã và trạng sinh năm 2024 đi lại nhiều, lục sao lục tồn gặp triệt thì có nhiều rồi cũng hao tốn. Sao điếu khách và tuế phá thì chú ý trong năm có người không vừa ý rồi phá mình. Nhìn chung thì tiền bạc, công việc và gia đạo cần phải chú ý trong năm Giáp Thìn 2024 quý vị nhé.